Để bắt đầu ấy thì chúng ta nên tạo cái giao diện ở trong Photoshop hoặc là các trình soạn thảo hình ảnh nào mà các bạn cảm thấy quen tay, các trình đồ họa bạn cảm thấy quen tay. Đây là giao diện đơn giản nhất mà tôi vừa tạo ra, một giao diện rất đơn giản. Đơn giản như vậy thôi, bởi vì là chúng ta mới bắt đầu làm quen mà. Bây giờ để bắt tay vào làm cái giao diện này ở trên trang web, chúng ta tạo một thư mục. Tên là giao diện chẳng hạn, giao diện blog. Tôi vừa đã đào copy một vài cái hình ảnh trên mạng và để đưa nó vào trong trong cái giao diện này để cho chúng ta nhìn sơ qua xem nó thế nào. Trong cái thư mục này ta nhấn tạo một cái thư mục nữa. Thư mục này tên là img. Thư mục này dùng để chứa mấy cái hình ảnh. Rồi. Bây giờ thì ta sẽ một cái file HTML, HTML để chúng ta làm cái giao diện giống như này. PHP Design. Vâng, trong PHP Design ta chọn một file mới, file này tên là, hiện tại thì họ đã cho sẵn chúng ta một cái file như thế này. Bây giờ ta có thể đặt tên nó là giao diện lúc chẳng hạn, ta save vào cái thư mục vừa chúng ta tạo đây, đặt cho nó là index nhé. Cái file này nó sẽ chúng ta sẽ tạo ở trong, ta sẽ tạo cái khung sườn cho nó. Đây, chúng ta nhìn trên này, chúng ta thấy rằng bên này thì có cái tên của trang web này, bên này thì có menu trang bìa nhật ký ghi chép linh tinh, ở đây thì có các cái liên kết tới Facebook này, Twitter này, Google cộng này, YouTube này, mấy cái biểu tượng. Ở dưới này thì chúng ta có một cái hình ảnh, cái ảnh này nó gọi là kiểu là ảnh bìa của cái blog chúng ta. Trong ảnh bìa này sẽ hiển thị một cái khẩu hiệu, khẩu hiệu này nó sẽ thay đổi nếu mà chúng ta thay đổi ở trong khẩu hiệu của WordPress. Ở đây là các cái phần bài viết, trong phần bài viết thì có ngày tháng đăng bài này, tiêu đề bài này, và danh mục của bài viết này, rồi có hình ảnh đại diện cho cái bài viết đó này. Dưới đây là nội dung tóm tắt và có một cái nút cầm đọc tiếp. Chúng ta tiếp tục vào trang sau, người trang đầy đủ mà. Còn ở bên phía này thì là các cái thanh thanh này là, nói tiếng Việt là dễ nhớ, dễ hiểu.
Cái thanh này là cái thanh có thể là giới thiệu về mình này. Có thể là bên dưới này thì chúng ta có các bài viết mới này. Cái thanh kia nó có các bài viết mới này. Rồi ngày tháng viết bài nhé. Rồi là các cái thẻ mây thẻ các cái tag. Bây giờ chúng ta tôi thiết kế đơn giản sơ sài này. Thế còn khi chúng ta vào trong WordPress ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng rất nhiều nha. Ở chúng ta sẽ thêm vào đây rất nhiều dưới này. Và bài viết này chúng ta có thể thêm rất nhiều dưới. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết vào lệnh HTML nhé. Và về với cả cái trang HTML của chúng ta. Và trang HTML của chúng ta sẽ bắt đầu. Thứ nhất là chúng ta nhìn ở đây thì có cái phần đầu trang. Đầu trang thì có phần tên tên của trang này, rồi cái thanh menu bên này. Vậy thì ta sẽ viết vào đây. Đầu tiên là một cái div này. Cái div này ta đặt tên như nó, ta cho nó một cái class đầu trang. Và cái này thì cái lớp class này nó sẽ gọi một cái file, file đấy tôi sẽ viết luôn vào đây nhá. Đấy là file ta viết link này. Đường dẫn tí tôi sẽ tạo cho nó một cái style CSS file CSS style nó là text cell CSS media oh. Cái media này thì nó dùng để sử dụng cho cái media này, nó sẽ sử dụng cho các loại như là dùng điện thoại này, dùng máy tính bảng này, đấy, nghĩa là các cái loại công cụ mà chúng ta có thể truy cập vào trong app. Nếu không có cái này cũng được, chả sao cả. Nhưng mà chúng ta nên cho nó thêm vào. Bởi vì sau này tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết nó ở trên các loại sử dụng nó ở trên các loại như giao diện cho cả điện thoại này, rồi cho máy tính bảng này. Vâng, tên phần đầu trang nó sẽ gọi đến một cái class nằm ở trong cái file style này. Chúng ta sẽ viết cái file style này xong nhé. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Ở đây thì chúng ta sẽ có phần đầu trang này. Thì nó sẽ có một bên là bên trái, bên này là bên phải. Ở bên trái thì có tên trang, bên phải thì có các cái thanh điều hướng hay là có menu. Ở đây thì có các cái liên kết đến các cái mạng xã hội. Tiếp tục nhé. Ở đây thì phía bên này thì là có tên trang này, ta cũng thêm một thẻ div. Ở đây có class này sẽ gọi đến một cái cả là tên là tên trang, và
ta sẽ để cho nó nằm ở bên phía trái. Khi mà chúng ta co giãn các thứ thì nó vẫn cứ nằm ở bên phía trái này. Vậy là trái trang. Ở đây thì ta có cái tên, tên của nó. Ta sử dụng H2. Tên của trang là tên của trang tôi vừa đặt là gì nhỉ? Giấc mơ chưa? Đây là tên trang. Bây giờ ta có thể chạy thử. Lưu vào đã nhé. Ta có thể chạy thử. Vâng, thật là xấu xí đúng không nhỉ? Ở đây là phông chữ thì nó là phông chữ gì đó, nó trả đi về cái phông chữ của chúng ta cần. Vậy chúng ta cần chú ý là chúng ta đi vào trong phần này thì chọn encoding bằng UTF-8, chúng ta save và đấy sẽ vâng. Đấy là cái định dạng của cái file chúng ta đang viết này. Nhưng ngoài ra thì chúng ta sẽ xem tiếp bên này. Bên này thì có các cái thanh điều hướng đây. Ta sẽ đặt tên cho nó ở bên phải trang. Phải trang ở trong cái phần này thì chúng ta sẽ có cái thanh điều hướng gọi là deep tiếp class. Và cái thanh điều hướng là nó nằm ở bên trái trang nhé, bên trái trang của cái thư mục phải trang này, ở trong cái thẻ phải trang này. Chúng ta lại đi tiếp là thanh điều hướng và nó vẫn nằm ở trái trang. Thanh điều hướng này thì có một cái UL. Và cái UL này thì để nó liệt kê ở nó sử dụng cho các cái thẻ liệt kê, các thẻ liệt kê. Như đây ta sẽ có thẻ A dùng để liên kết này. Liên kết đến đâu đó. Ở đây thì ta có gì nhỉ? Trang bìa nhật ký ghi chép giới thiệu liên hệ. Trang bìa này. Nhật ký liên hệ. Nhật ký ghi chép. Nó sẽ hiển thị ra một cái list như này. Tiếp theo nữa thì ở bên phía phải của cái mục phải trang này, nó sẽ có thêm các cái biểu tượng này. Xã hội và nó nằm bên phía phải trang.
trên mạng xã hội này lại có các giờ ta cần các cái biểu tượng này, cần các biểu tượng này. Các biểu tượng này thì chúng ta có thể sử dụng là đến đến một cái phông chữ này, phông này là phông sum này. Đây. Ở đây thì chúng ta có thể download nó về này. Chúng ta có thể download về hoặc là chúng ta có thể sử dụng trực tiếp các cái biểu tượng này cũng được. Đây người ta cho mình hướng dẫn, một cái hướng dẫn để chúng ta có thể sử dụng được các cái sum, cái phông này. Người ta hướng dẫn mình này. Nhưng mà tôi thích là tôi tải nó về cơ. Và nếu mà các bạn không thích tải về thì các bạn có thể copy luôn cái đường dẫn này. Chọn phần phi này. Có sao chép dán thẳng trực tiếp vào đây. Chúng ta có thể dán thẳng trực tiếp vào đây. Thế và muốn lấy được từng cái biểu tượng một thì chúng ta có vẻ là lâu rồi. Ta vào trong phần icon này. Nếu vào phần icon này và ta sẽ chọn các cái biểu tượng ở đây nếu mà ta thích. Ở đây ta có thể tìm thấy các phần. Ta có thể gõ luôn đấy được. Facebook. Cho mình cái phông này là cóp luôn cái thằng này hoặc là nhấn vào đây là cóp có thằng này và ta dán vào đây à, tôi chạy thử này. Đấy các bạn thấy đã thấy Facebook chưa? Cái thứ hai là cái thứ hai là Twitter, thứ ba là Google Plus, YouTube, RSS. Chúng ta sẽ cùng đi tìm nó luôn nhé. Cái thứ hai là Twitter. Vậy chúng ta trước tiên chúng ta cứ copy cái thằng này xuống nhé. Mấy nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Thằng này là... chị em đi tạm tiếp theo và phần lớp
YouTube. À, như vậy là xong cái phần, xong phần đầu tra. Giờ đến cái hình ảnh ở đây. Ảnh bìa này thì ta có khi là không cần phải cho ảnh vào đấy đâu, mà tí nữa chúng ta sẽ vào trên CSS chúng ta thêm ảnh vào. Hiểu rồi. Lúc này nó sẽ hiển thị ở trên này. Giờ đến phần nội dung bài viết. Nội dung bài viết. Để chú ý ở đây là ta cũng có phần phải trang này. Và ở đây nó có khoảng hở. Khoảng hở cách nhau. Thằng này là bên phải, thằng này là bên trái. Chúng ta cần phải chú ý nhé. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ thì phần đi. Ta có thể chọn thân trang. Phần thân trang này nó sẽ là bao quát toàn bộ khu vực này. Bao quát toàn bộ khu vực này cho đến hết. Cho đến hết. Thân trang. Ta sẽ cần phải để ý ở đây nó sẽ có một cái khung. Cái khung này nó sẽ đẩy cả một khoảng cách này lên. Và ở đây nó có một cái khe này thì ta sẽ để khung này nó nằm ở giữa, giữa đây. Đây là cái khung ở bên phải. Và cái khung này ở bên trái. À, cái này khung này bên phải và khung này bên trái. Đây có chú ý nhé. Vậy đã có đây là khung phải và khung trái. Xin không được đủ cách. Khung trái và nằm ở bên phải, ở bên trái trang. Để gọi là trái trang. Trái trang hoặc phải trang. Phải.
các bạn bảo là tôi làm sao tôi rút, làm sao tôi phải dùng cái khung trái không phải. Bởi vì là cái khung trái này nó sẽ, khung trái này tôi sẽ cho nó sử dụng là bao nhiêu phần trăm của cái phần nội dung này. Đấy. Như ở đây là nó lên là 2/3 của cái trang. Bên này chiếm 1/3 của cái phần nội dung, nên là tôi phải phải cho thêm một cái khung trang này. Trong khung trang thì ta sẽ có cái phần vô trắng này. Vô trắng này là phần nội dung của bài. Đấy. Phần này là phần nội dung của bài. Trong nội dung thì có ngày, đăng, tiêu đề, danh mục và hình ảnh đại diện của bài viết. Rồi có nội dung cơ bản này, có nút đọc tiếp này. Đây ta có bíp nữa. Trong nội dung này thì có lại có các cái điểm khác, cả là ngày đăng, ngày đăng tiêu đề danh mục, theo là hình, theo là một cái hình ảnh đại diện, theo là một cái hình phần nội dung. Và đã có một cái thẻ phân đoạn, chúng ta sẽ gõ nội dung vào đây. Tôi viết dài dài thế nhé. Tiếp theo là một cái nút lệnh, nút lệnh.
thiện đấy, ta sẽ bôi đen cái phần nội dung này thôi nhé. Nội dung rồi thêm một hai ba, sẽ có ba bài nữa. Có cái ảnh nữa không? Nên tôi thêm vào đây là cái ảnh ba nhé. Thấy các cái này vẫn sắp xếp rất là lộn xộn, bởi vì ta chưa viết một cái CSS vào đây cả. Bây giờ ta tiếp tục ở bên phần này thì một cái khung này sẽ hiển thị một cái avatar này, tên này và lời giới thiệu này. Khung này sẽ có một cái class, cái khung này gọi là khung gì ấy? À, khung này có một cái nữa, có một cái ghi là không phải rồi, là vừa đã làm rồi, đã đơn giản. Vậy thì đây class này gọi là gì nhỉ? Gọi cái này là thanh đồ hướng, không đồ gọi đây là được rồi, thanh bên phải. Khó nghĩ ra tên là cứ đặt tên bừa. Thanh bên phải, thanh bên phải này sẽ có thẻ deep. Trong cái thẻ deep này sẽ có cái hình đại diện class, tên hình đại diện. Trong hình đại diện này đã có một hình ảnh, avatar. Tôi thích thì nó phải nằm ở giữa, tốt nhất là ta không nên cho vào cả này, là cái style đó. Đây ta sẽ có img class avatar.jpg và cỡ con hồ. Size cover.
bởi vì là tôi sẽ sử dụng cái này cho các cái ở bên dưới này nữa, các đầu tiêu đề của từng đầu mục nữa, thì tôi sẽ dựng tên là đầu mục. Nghiệm trà tàu hay là quang hiện. Tiếp theo nữa là bên dưới này, đây chả cần trong cái tên này nhận được lời giới thiệu của một thẻ nghiệm trà tàu rồi. Bây giờ ta sẽ quay trở lại cái thằng này. Nếu giới thiệu có kinh nghiệm trả tàu sao nó không dài sang kia. Rồi, bởi vì ta chưa viết một tí gì cho CSS hết. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta làm file CSS nha. Là ta về file CSS này, style CSS, copy vào, chọn CSS, rồi save. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần tạo file HTML. Bây giờ ta sẽ về với cả file style.